Chào quý khán giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Hôm nay có gì? Kính thưa quý khán thính giả, vào thứ sáu tuần vừa qua, các học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được thầy giáo Thọ Huyền Châu giảng kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết trực tuyến qua hệ thống Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung bài giảng của đoạn kinh có tên Phật bảo A Nan trong chương chúng đệ tử sau đây. Chắc quý vị đã biết, tôn giả A Nan là vị thánh đệ tử nổi tiếng là đa văn đệ nhất với trí nhớ siêu quần. Ngài có được tướng mạo thanh tú, phi phàm, cũng là em chú bác của thái tử Tất Đạt Đa. Sau khi ngài A Nan xuất gia, nhờ vào sự học hiểu kinh pháp sâu rộng và nhớ lâu nên được chọn làm thị giả cho Phật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tán thán trí nhớ ngài A Nan chứa đầy như biển lớn. Ngài đã từng trùng tuyên các kinh văn, lời dạy của Phật không sai sót. Vậy mà khi Phật bảo A Nan đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật thì ngài cũng từ chối và thưa rằng khi Thế Tôn có chút bệnh cần sữa bò, con cầm bát đi xin, nhưng cư sĩ đã chặn lại và lên tiếng rằng thân Như Lai là thể kim cương, mọi điều xấu đã bị đoạn trừ, mọi điều thiện hội đủ, làm gì có bệnh, làm gì có não. Thầy giáo Thọ so sánh tính chất trong sáng, thể hiện cứng rắn nơi đá quý để diễn đạt sức khỏe Phật. Người có vóc dáng to lớn, mạnh mẽ, cùng với tâm tư thanh tịnh thì sao bệnh. Thế nhưng vì mang hình hài vay mượn, có thân tứ đại thì không tránh lúc suy kiệt là lẽ vô thường. Thầy giáo Thọ tiếp rằng, mang thân thì ít nhiều thọ bệnh, có trí uyên bác, do tích lũy nhiều kiến thức rồi cũng vướng mắc tri kiến. Thế nên không khỏi sai lầm nếu vận dụng trí thức thế gian mà mưu cầu Phật Pháp, hoặc dùng ngôn ngữ giới hạn mà diễn giảng giáo lý Phật. Một chân lý siêu việt, người ôm giữ kho tàng hiểu biết càng nhiều, khi đối trước tư tưởng thầm thâm vi diệu thì càng dính vào lưới sở tri chướng. Sự nhận biết nhờ vào khả năng học rộng, thông thái, không ngoại nghĩa vô thường. Hôm nay, luận điệu ấy chính đúng, ngày mai ý tưởng khác phù hợp hơn. Bởi vậy, cư sĩ Duy Ma Cật nói, hãy đi đi, thưa ngài A Nan, đừng làm xấu hết cả chúng tôi. Rồi cư sĩ còn cương quyết biện giải thêm, A Nan, nên biết, thân Như Lai là pháp thân, không đến từ tâm tưởng và dục vọng. Lâu đài kiến thức là sản phẩm từ thế giới của tư tưởng sở hữu, quả thực kiềm hãm tâm giác ngộ, giải thoát. Đó còn là sự thỏa mãn, giới hạn nơi tâm vọng tưởng, khổ đau luân hồi. Thầy giảng giải thêm, phải mang tâm hướng về giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương, thì mới sống trong giáo nghĩa Phật dạy. Phật có pháp thân thanh tịnh, không do từ tham dục điên đảo, duyên hợp mà thành. Bồ Tát Duy Ma Cập dùng tâm bác bỏ sự chấp tướng nơi ngài A Nan. Ông muốn hàng chư thiên, ngoại đạo và đệ tử Phật thấu đạt tư tưởng bất sanh bất diệt, mà Phật là Đức Thế Tôn, thân ngài vượt ngoài ba cõi, không còn bị chi phối của lục đạo luân hồi, thì nói chi đến bệnh nữa. Thầy chỉ rõ, vì đại bi tâm, Phật ứng hiện nhiều thân để dẫn dắt chúng sinh dần dần từ bỏ cõi vô minh, tìm ra chân tánh thật. Trưởng giả cư sĩ Duy Ma Cật tuyên bố, thân Phật là vô lậu, thân Phật là vô vi, để bài bác tư duy câu chấp lâu nay trong hàng thanh văn mà ngài A Nan là tiêu biểu còn vướng kẹt đó thôi. Phật không có thân sinh diệt, không còn tham đắm, dục lạc thì chẳng phiền não, cũng không có bệnh. Tư tưởng đa văn của ngài A Nan cũng chính là hình ảnh chấp chặt khả năng hữu hợp của chúng ta vậy. Khi nào còn bảo vệ ý tưởng hữu lậu,
là còn sinh phiền não khổ đau, thì còn ra vào ba cõi. Và khi thân tứ đại còn, thì bệnh tật khó tránh. Thầy giải thích vô ngôn tịch tịnh là cách đại hùng biện, không ngôn ngữ chính xác để diễn đạt chân lý tuyệt đối của Phật. Ngữ nghĩa mà Ngài A Nan dùng không sai, nhưng giới hạn sự tăng trưởng để bước đi xa và cao hơn trên con đường thành đạo, chánh đẳng, chánh giác. Với lòng khoan dung độ lượng của một vị cổ Phật, nên cư sĩ Duy Ma Cật hiện thân bệnh để trợ duyên cùng Đức Phật, dẫn dắt đệ tử hậu học tìm về chân không tự tánh. Pháp thân là lý tưởng cứu cánh cần trở về, đó là con người thật mà hành giả mong quay đầu đi tới. Vì hiểu ra như vậy nên Ngài A Nan ngập tràn hổ thẹn và nghe một tiếng nói từ không trung vọng xuống: vì Phật hiện thân trong đời năm trược ác, hiện hành pháp này để cứu độ chúng sinh. A Nan cứ đi xin sửa, chớ hổ thẹn. Thầy giáo thọ đã phân tích như trên và thêm rằng hành động của một bậc đại trí với biện tài vô ngại không những chỉ dạy để phá bỏ sự chấp trước mà lại dẫn dắt người đi vào đường lớn, tự bừng sáng thức tỉnh và đạt ngộ chân lý giải thoát. Hãy học lấy hạnh nguyện đó mà tu hành, chớ kích bác phê phán người nếu chính mình chưa thực hành hoặc chưa có kiến giả khải thi. Kính thưa quý vị học viên, kho tàng Phật Pháp vô cùng quý báu và rộng lớn. Tuy có lòng tìm cầu học hỏi, nhưng chúng ta sẽ ngỡ ngàng trước sự bao la mênh mông khi đứng trước muôn vàng giáo nghĩa của Đức Thế Tôn. Thật may mắn khi chúng ta có được tấm lòng hoan hỷ với chí nguyện hoằng pháp độ sinh của quý giáo thọ tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc như Thượng tọa Huyền Châu, Thượng tọa Nguyên Tâm và Ni sư Tịnh Quang. Quý Ngài đã tận tình dẫn dắt, mở cánh cửa kho báu giáo pháp để học chúng cùng tận hưởng pháp vị của Như Lai. Và tất cả giáo nghĩa pháp vị này không ngoài mục đích giải thoát. Kính thưa quý vị, kể từ ngày Viện Phật học chuyển sang hình thức học trực tuyến tại nhà qua hệ thống truyền hình và online, thì Ni sư giáo thọ vẫn thường xuyên gửi bài học và tài liệu đúng theo thời khóa biểu như quy định trong giáo trình mà không gián đoạn một buổi học nào. Mong rằng quý học viên chúng ta cố gắng tận dụng thời gian vô cùng quý báu hiện nay để đọc và ôn lại những bài vở của môn học lịch sử Phật giáo Trung Quốc mà Ni sư đã dành thời giờ tóm lược một cách dễ hiểu, chỉ mong cho học viên thu nhận kiến thức tốt nhất. Trong bài học của chương 9 nói về Phật giáo thời Ngũ Đại Thập Quốc, Ni sư tóm lược như sau: đây là thời kỳ nhà Đường diệt vong, Trung Hoa trở thành tình trạng phiên trấn cát cứ, tự chia ra ngũ đại trấn giữ các lãnh thổ phương Bắc. Tại phương Nam, các phiên trấn tự bảo vệ ranh giới và lập thành 10 nước độc lập khác nhau tùy thời. Nhìn chung về tình hình chính trị thời này là hỗn loạn và chiến tranh khắp mọi nơi. Duy có phương Nam là có được thời gian phát triển đáng kể. Do đó, thời kỳ này được xem là thời kỳ toàn hưng của sự phát triển then chốt của Thiền Tông. Lịch sử thời này có tên gọi cận thế thời đại, nên Phật giáo là cận thế Phật giáo. Vì thường loạn lạc nên bốn pháp nạn của Phật giáo thời Hậu Chu là các sự kiện đáng ghi nhớ hơn cả. Đây cũng là ách nạn cuối cùng của Phật giáo Trung Quốc. Phế Phật đời Hậu Chu là do các nguyên nhân chính yếu gây ra, được kể là quan trọng như sau: tranh giành lãnh thổ do chinh chiến không dứt, xung đột giữa các tôn giáo cùng thời, vương quyền lo sợ vì thế lực của Phật giáo ngày càng tăng trưởng khắp nơi, mọi tầng lớp. Vì chịu pháp nạn mà thời kỳ này sách vở và kinh điển của nhiều tông phái Phật giáo đều bị thất lạc. Rất mong quý học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc vào hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 4 từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúng ta sẽ được học đoạn kinh văn tiếp theo của kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết do Thượng tọa Thích Huyền Châu giảng dạy.
Quý vị có thể xem bài giảng trực tiếp tại Bồ Đề Phật Quốc TV hoặc YouTube Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15 Live và Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, quý vị có thể nghe lại những chi tiết các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác tại trang nhà bodephatquoc.org. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.